đấy. Sở dĩ là có lúc thì tôi đề nghị công chúng đại chúng nên hỏi, rồi cũng có lúc là coi như từ từ rồi bỏ lãng cái việc hỏi đi, là bởi cái lý do nó giống giống như vậy. Cái câu hỏi này chứng tỏ rằng là thời gian qua không hề có đến dự cái lớp giảng nào về Phật học. Thế thì nếu không trả lời thì chẳng lẽ pháp sư không biết trả lời những câu như vậy cho người ta hay sao? Mà nếu trả lời thì lại chúng thấy như thế nào? Nó quá thừa thải, không cần thiết. Như những người học Phật thì ai cũng biết rằng là trời đối với công đạo Phật á thì là một đường, ở trong sáu đường là trời, người, Atula, địa ngục, thọ quỷ và súc, và súc sanh. Trời có cái phước báo của cõi trời, cũng được an lành, cũng được là có một cái sự hạnh phúc, sự giải thoát về mặt phước báo hơn người. Đại để là các vị nhớ rồi. Còn hỏi với ông Phật, rồi so sánh với ông Phật thì lớn hay nhỏ thì điều đó không đúng. Phật không lớn mà không nhỏ. Phật có thể sanh sao trời nữa, nó tùy theo Phật. Phật pháp thân thì là vô thủy vô chung, không thành vấn đề. Vô thủy vô chung. Nhưng mà ví dụ như ông Phật Thích Ca là ứng thân Phật thì các cái hàng trời có thể là có bao nhiêu hàng tỷ 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 năm trước trời đã có, mà Phật Thích Ca thì mới có 2700 năm nay. Bây giờ nói cho mình cái vấn đề câu hỏi nó được hoàn toàn là vô ý, vô lý thì không đúng. Nhưng mà trả lời á thì với những cái số người mà có học Phật thời gian dài ngắn đó mà, thì ta thấy là câu hỏi này nếu trả lời nó mất thì giờ mà không cần thiết lắm. Vì người ta nghe ta biết trời là một ở trong sáu đường, gọi là lục đạo luân hồi. Còn Phật thì cũng là người ở trên mặt đất, lẫn lộn với người trời vậy. Nhưng mà Phật thì có bồ đề niết bàn, có sự giải thoát, có sự giác ngộ hoàn toàn. Thế thì đặt vấn đề lớn hay nhỏ, hoặc là tuổi thọ lâu hay mau, không phải là cái việc trả lời để mà lấy cái mốc đó mà làm căn cứ lớn hay nhỏ, hoặc là thọ lâu hay là thọ mau. Cho nên nếu nói về có lợi thì cũng có lợi. Có lợi cho những người mới đi nghe, những người chưa có được học. Nhưng mà những người đi nghe lâu thì người ta nghe, ta thấy không cần thiết. Câu thứ hai là cách từ tham sân si và lục mặt. Thì câu này thì đại chúng cũng biết rồi. Đó, những người học ở đây cũng biết rồi, nhưng mà trả lời thì cũng có lợi đó. Nhưng mà vì là nó thay vì là mình giảng cái bài kinh mới đó, đây là mình nói là cái cũ. Tham sân si mạn nghi ác kiến nè cũng tức là lục tặc, mà lục tặc cũng tức là tham sân si. Hay nói cách khác là lục tặc đó là sáu cái thằng giặc mà là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nó đối với sắc thân hương vị xuất pháp mà do cái sự chấp mắt sai lầm cho nên nó thành ra lục tặc. Vấn đề nó sâu sắc đó. Nó thành lục tặc là khi nào mắt tay mũi lưỡi thân ý mà nó tác động vào sắc thân hân vị xúc pháp, mà nó sanh ra tham lam, nó sanh ra giận tức, nó sanh ra bảo thủ, nó sanh ra chấp mắt đó, thì mắt tay mũi lưỡi thân ý là lục tặc. Nhưng mà mắt tay mũi lưỡi thân ý không phải nhất thiết lúc nào nó cũng là lục tặc, nó không phải là thành giặc đâu. Bởi vì các vị thanh văn, duyên giác, bồ tát, thậm chí thành Như Lai Thế Tôn cũng còn nguyên mắt tay mũi lưỡi thân ý. Như thế thì chẳng lẽ thành Phật rồi cũng còn mang sáu thành giặc hay sao? Sự thật mắt tay mũi lưỡi thân ý là cái tánh của nó là vô ký. Tánh nó không có thiện, không có ác. Nhưng mà khi nào mà ta làm chủ được nó, ta giác ngộ thì nó trở thành là thiện hữu tri thức, chứ nó không phải là tặc. Nhưng mà nếu mà khi mà tâm mê thì nó trở thành là sáu thành tặc, sáu thành giặc, nó làm cho mất cái công đức lành của ta. Thế thì là trừ nó hả? Bây giờ nó tới vấn đề trừ nó. Trừ nó là chỉ còn có cái cách là phải biết nó, phải học Phật, phải nghe kinh, rồi phải biết nó,
Để nó lộ diện xuất đầu ở lúc nào, trong thời điểm nào, thì cái người gọi là cái người tu tập đó là phải nhận thức được nó, phải biết nó. Một biết nó rồi thì chỉ còn có cái cách là mình phải bỏ nó đi, mình phải hóa giải nó, mình phải hạn chế nó, chứ còn không có cách nào khác. Ý câu hỏi này coi chừng nhầm đòi hỏi một cái phương pháp nào đó ha, chẳng hạn như là cầu nguyện hay là gia sinh hay là lễ bái hay là tập thanh thiền kiểu này kiểu khác gì đó. Coi chừng để ý cái đó, đừng có đòi hỏi những cái mà quên đi á, quên đi thì cái tấm trọng quan trọng của chính mình không có cách gì được hết. Nếu mình không tự giác, không tự phấn đấu để mà hóa giải nó, mà cởi mở nó, thì không có cách nào. Nói một cách quyết định là cái cách mà từ nó là phải chính là mình. Thí dụ như mình biết đó là tham, mà tham thì đạo Phật dạy nó là nguyên nhân của các điều khổ, thế thì ta bỏ cái tâm tham đi vậy thôi. Thí dụ như biết sân, sân là nguyên nhân của sự chế lửa, chế dầu, đốt nhà, đánh đập, chửi bới. Thế thì là khi mà nổi sân thì biết là sân, rồi dằn đi, nói trong na là dằn nó đi, ném nó đi, rồi hóa giải nó đi, thì phải chính là ta thôi. Tham sân si dân dân đều là như vậy. Do có cách nào khác, do mình hết rồi. Nhưng mà nhắc lại cái quan trọng là mình phải biết nó. Vì vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là ta phải học kiến hoạch và tư hoạch, tức là tham sân si mạn nghi ác kiến, phải học nó, thuộc nó, thuộc cái tính chất của nó khi nó biểu lộ ra thân miệng ý. Ta phải học về thân kiến, nguyên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, phải học gần những cái đó. Cái tính chất của thân kiến làm sao, của nguyên kiến làm sao, của tà kiến làm sao, kiến thủ, giới cấm thủ làm sao, biết cho gần. Để nó đến thì nó sẽ đến, thì ta diệt trừ, ta bỏ nó đi, ta không làm, đó là cách diệt trừ đấy. Câu thứ ba là cách lột cái màn vô minh như thế nào. Câu hỏi này thì câu hỏi này là cũng là câu hỏi cứ bằng nó loạn, nó rối loạn rồi, nó không có trật tự, nó không có hệ thống. Bởi vì hỏi như thế này chứng tỏ rằng không biết vô minh là cái gì. Vô minh là cái gì? Thế thì thật ra cái cách mà từ lục thật ở trên nó cũng rất là cách lột bỏ vô minh rồi đó. Bởi vì vô minh là gì? Vô minh là tham sân si mạn nghi thân thiết nghi kiến và kiến kiến thủ giới cấm thủ, là phẫn hận vú não thật sang cuốn xỉn hại kêu vân vân. Những cái đó tức là vô minh đó mà. Mà lột nó, nói là vô minh gọi là màng, nhiều người nói là màng chứ thì thật không có là màng. Mà quan niệm nó như cái tấm màng mà mình che nó mi môn đó mà, là không phải vậy. Nhưng mình không có màng nhớ. Nhưng mà tại vì nó ám ảnh người ta, nó làm cho người ta thay vì là cái trí tuệ của người ta sáng tỏ, hiểu biết về chân lý, về lẽ phải, về cuộc đời, hiểu biết rất rành rõ, đúng đắn, sống đúng lẽ phải, sống đúng chân lý của cuộc đời. Nhưng mà bây giờ do những cái thứ tham sân si mạn nghi, do cái thứ phẫn hận cú não tạc sanh này nè, nó làm cho người ta tối tâm đi, người ta không thấy được cái chân lý, không thấy được cái lẽ phải của cuộc đời, không thấy được chân lý của sự vật hiện tượng, nó che trước đi. Cho nên ta dùng ngôn từ ta gọi là cái màn vô minh. Vô minh ta biết nó như cái màn, chứ kỳ thật là không có màn. Rồi lấy cái lột màn vô minh như thế nào thì nó trùng với cái câu hỏi ở trên. Cái câu hỏi mà làm thế nào để mà diệt trừ lục tặc. Diệt trừ lục tặc cũng rất là lột, phá bỏ vô minh. Phá bỏ vô minh cũng rất là diệt trừ lục tặc. Tại đây nghe câu hỏi này là gọi là không có, chưa có học kỹ. Mà chưa học kỹ thì hỏi nó lộn qua lộn lại, nó trùng điểm ý tứ, trả lời nó mất thì giờ ghi đúng. Nhưng mà lâu lâu rồi cũng nói như vậy cũng có cái lợi. Câu thứ tư là tại sao ông Phật có tóc
mà các ông sinh thì lại cộng đồng. Câu hỏi này để chúng nghe cười là phải, nhưng mà câu hỏi này không phải là thật đâu nha. Đúng rồi. À, Đức Phật hồi xưa đâu, cái thời gian ngày tu ngày đó có cạo nữa, Lữ Lam đâu cạo, Giao Cạo đâu cạo, công đơ điện như tôi giờ đâu có mở. Và trong cái thời gian Đức Phật tôn ra là thật sự là Đức Phật để đầu bù tóc rối đó nha. Cái điều này có thiệt á, nhưng mà đã chúng nghe ai cũng cười. Đức Phật thời gian tu là không có ở không mà cạo. Cho nên như cái kiếp này kia là tu hành đầu đà đó, sau đó tu hành đầu đà là cũng không có cạo râu tóc nữa. Vì vậy cho nên là cái cạo râu tóc là cũng là một cái, một giai đoạn mà Đức Phật có dạy chứ không phải là không. Nhưng mà có lúc đó thì là kể cả Đức Phật và đệ tử Phật không có cạo râu tóc. Chẳng hạn như hành đầu đà của con cái biết đó, không có cạo. Rồi cái tóc mà ta thấy đó nè, thì cứ theo trong sử Phật thì nói rằng là cái tóc của Phật nó sống xoáy lại, nó quấn mà nó quăng theo cái đường xoáy của ốc như là mé xoáy của cái tay mặt này, để tôi nói như thế. Thì thành ra mình coi nó đẹp vậy, một phần là do tô điểm về chạm trổ, một phần là do vẽ cho nó đẹp để mà thờ. Rồi cái tóc là nó tự nó sống vậy thôi, chứ không nhất thiết là Phật một tuần phải cạo một lần hay là nửa tháng cạo một lần giống như mấy ông thầy ngày nay không. Cái đó, cho nên câu hỏi này nghe thì ai nghe cũng buồn cười, nhưng mà nó không phải là hoàn toàn sai. Thành ra vấn đề mà còn tóc hay là cạo trọc á, như tôi nói đã từ lâu mà, không phải lấy cái đó làm cái tiêu chuẩn để gọi là người tu hành. Mà người tu hành vẫn để tóc tai như bình thường mà vẫn tu hành tốt như thường. Chẳng hạn như là thượng giả Duy Ma Cật là hình thức một cái xí đàng hoàng. Thế thì lấy cái tiêu chuẩn chọc đầu mà gọi là người tu thì không đúng. Còn như sau này á, thì Phật dạy cho các đệ tử cạo tóc, điều đó có. Và lời của Phật dạy rất là rõ ràng. Cái ý nghĩa cạo tóc đó là người thế gian người ta trao kia, trong đó có một cái đầu, người ta là cái đầu nó chứa nhiều mốt lắm đó nha. Thì ăn đám cưới này là cái đầu chảy kiểu khác, mà thì ăn đám dỗ kiểu khác, mà bữa khác lại kiểu khác, là cái đầu nó nhiều mốt lắm để trang điểm. Còn bên thanh niên cũng vậy, hớt tóc một tầng có, hai tầng có, hớt tóc của phụ nữ có, hớt tóc gì hôm qua gì của Sài Gòn đó, rồi hớt cái mát này nhọn, mát xéo có, vân vân. Rồi là xịt keo, rồi xịt thơm này này kia. Thế thì là cái đầu là một cái mà để cho người thường người ta trao chuốt, trao dồi, người ta trang điểm, người ta làm đẹp, người ta làm dáng. Thậm chí người ta còn lấy lược, dắt tâm cài, lấy các cái hoa người ta gâm, người ta dắt ở trên đó nữa, cộng thêm những chất thơm tho. Mà khi mà đã có cái đầu đẹp mà hơn bạn bè mình thì cũng có một cái sự hãnh diện ở trong đó nữa. À, do đó cho nên là trong khi mà tu hành là Phật dạy là các vị thì theo là cạo bỏ râu tóc. Râu cũng là một cái trang trí đẹp đẽ đó, có những người có những bộ râu đẹp cũng là một hình thức trang điểm. Thành ra Phật dạy cạo bỏ râu tóc là nói về cái bộ phận của cái đầu. Và mỗi ngày cái Phật dạy rằng là các thầy thì theo mỗi ngày nên tự rờ đầu mình. Rờ đầu để gì? Để kêu bằng á, tổ quân sơn đúc kết câu là phù xuất gia giả là phát chí siêu phương tâm hình dị tục, hiệu long phật chủng chánh nhiếp ma quân dụng báo thế âm mạc thế tam hữu. Người xuất gia là tâm phải dị tục mà hình cũng phải dị tục. Hình dị tục là tóc râu cạo bỏ, và mỗi ngày như là Phật dạy phải rờ đầu để nhất mình là người xuất gia. Cái biểu hiện của người xuất gia là cạo bỏ râu tóc, tức là cái mà người ta cho là đẹp và là quý mình bớt bỏ nó đi, đừng đua đòi những cái đẹp cái quý của người ta. Mà tâm phải khác luôn cái tâm của người thường. Người thường cho rằng những cái thứ là vật chất như vậy, trang điểm như vậy là đẹp, là dinh, là hãnh diện. Người tu hành không đẹp, không cho như vậy là đẹp, không cho như vậy là dinh, không cho như vậy là hãnh diện. Cho nên gọi là tâm dị tục, là hình dị tục, là người ta làm như vậy mà mình không làm như vậy. Và tâm mình phải dị tục, phải khác với người tục. Và luôn luôn là cái trọng tâm của người xuất gia là thiệu long phật chủng chánh nhiếp ma quân, để nói giỏi dòng giống của Phật
mà nói rõ dần chứng của Phật là chỉ có một cách duy nhất là hoằng pháp với gia chủ lợi sanh như sự nghiệp, đem cái truyền bá chánh pháp mà hướng dẫn cho mình cho người đều tu đều học để được có sự giải thoát, có sự an vui. Này gọi là hiểu lâu Phật chủng, nói rõ dòng Phật là bằng cái công việc hoằng pháp lợi sanh. Chứ nếu mà quân mà khi mà hoằng pháp lợi sanh mà truyền bá được chánh pháp rồi là các cái thiên ma hòa đạo nó sẽ khiếp sợ vì cái chánh pháp. Bạc tế tam hữu giúp cho chúng sanh trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều nhờ cái chánh pháp đó mà được có sự an lành, có sự hạnh phúc, có sự giác ngộ, sự giải thoát. Thì cách như vậy cho nên là sau đó Phật thì có lúc cạo, có lúc không cạo, các đệ tử có người cạo, có người không cạo, nhưng mà sau đó thì có một thời gian Phật dạy bảo Phật cạo bỏ đầu tóc để gọi là người sa môn, để tâm hành trì tục. Cho nên là nó cũng có cái câu hỏi nghe qua thì ai cũng buồn cười, nhưng mà nó cũng có cái công dụng, cũng có cái ý nghĩa của nó. Thành ra ngoài cái cạo trọc đầu ra nó còn á là cạo râu, rồi ngoài cái cạo râu ra còn phải cái bằng cái bằng ăn mặc nâu sòng, còn ăn mặc nâu sòng nữa. Từ thân các ái chi phi ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thống khởi khả thiên nhiên thời quá. Kể cái người mà tu hành là đã từ bỏ cha mẹ, đã cạo tóc theo thầy, mặc đồ là ngoại sắc. Chứ phi đây là ở miền Việt Nam mình nói lâu sòng, chứ còn là cái nghĩa của nó là cái bằng bất chánh sắc y, tức là những cái màu mà của người thế gian người ta không dùng, người ta chê. Còn phi lưu là những cái người mà mặc những cái thứ mà áo vải quần bô mà người thế gian cái màu sắc đó người ta chê, cho nên cái màu vàng cũng là màu của người thế gian chê. Ấn Độ hồi xưa người ta không có quý trọng cái màu vàng, màu đó là người của người thế gian chê, người ta không tham niệm. Phật thì dùng cái màu vàng để cho nó khác với người thế gian, tức là cái màu mà người ta chê bỏ. Nhưng mà bây giờ ở Việt Nam thì là các bà các cô là đỏ cũng mặc mà vàng cũng mặc, là thành ra các ông thầy giờ nó lẫn lộn, không nó vừa cũng vừa nói rằng xấu thì cũng xấu, mà nó vừa đẹp thì nó cũng có đẹp luôn, cho nên nó không được khác tiếp tục là chỗ đó. Thế thì là từ đầu cho tới thân đều là khác tục, khác tục để nhắc nhở mình là người khác tục, đại để nó như thế. Còn cái câu này là cái câu thứ tư này nè, muốn được coi kinh vô tự mà đại chân kinh riêng ở Việt Nam và thế giới, vị tu nào đã được truyền hai bộ kinh này? Vì cái này là câu hỏi này là nếu chưa phải là ngoại đạo thì chắc cũng hơi cái ốc á, nó cũng lộn xộn đủ thứ đạo. Nếu chưa phải là ngoại đạo chánh thống thì cái ốc cũng lộn xộn đủ thứ đạo. Chứ còn ở trong đạo Phật á, thì không có nói vô tự. Cái vô tự là chỉ có đọc về thiên giải thất. Mà trong cái lúc mà đi thỉnh kinh rồi á, không có chịu lo hối lộ cho đệ tử Phật, thì thành ra là mấy ông ca diếp A Nan rồi nó cho kinh vô tự đó. Cái đó là dựa vào cái chuyện quan đường mà người ta có chuyện ý bôi phát, chứ diễn chơi trong cái phim Tây Du Ký đó mà, chứ có kinh gì là kinh vô tự. Và đại chân kinh thì trong đạo Phật cũng có cái nào là đại chân kinh. Kinh Phật thì tùy theo cái căn cơ cái đối tượng. Cho nên là cái câu hỏi thứ năm này đó ha, thì vị nào hỏi ra nên để ý lại. Tôi tin rằng chưa phải là Phật tử chánh tông. Nếu Phật tử chánh tông thì không hỏi vậy, mà có thể là ngoại đạo. Nếu không phải là ngoại đạo thì cái ốc cũng chưa có được có cái lập trường nào theo cái tôn chỉ nào. Thế thì là có những câu hỏi gì thế, lâu lâu rồi cũng có dịp rồi nhắc với lại chúng. Nó cũng có cái lợi chứ không phải không có lợi, nhưng mà có những cái nó mất thì giờ không cần thiết cho những người mà đã có ý nghiên cứu học kỹ càng. Ta nghe cái đó ta biết cái đó không cần thiết. Thế nên bây giờ là bắt đầu ra làm việc.
Nam mô quán chúng sanh vừa rồi nó có những cái đoạn mà nó quá sâu sắc, cho nên là đại chúng mong rằng là đại chúng ráng mà đọc và tư duy cho thâm hậu thì mới thấy được cái ý nghĩa sâu sắc của kinh. Bữa nay tôi triển khai với cái đoạn xếp tiết thứ ba, đoạn ba trong cái chương quán chúng sanh. Bồ Tát Văn Thù hỏi ông Di Ma Cập: đường sanh tử rất đáng sợ, Bồ Tát phải nương tựa nơi gì để được an ổn? Đáp, tức là đứng dậy Di Ma Cập đáp: nương tựa nơi nghị lực và công đức Như Lai. Hỏi: Bồ Tát muốn nương tựa nghị lực và công đức Như Lai cần phải trụ tâm ở nơi nào? Đại chúng để ý cái đoạn này, cái câu mà nói rằng là trả lời là muốn an ổn là phải nương tựa nghị lực và công đức Như Lai đó. Thế thì là thường thường người Phật tử mà nói rằng là nương tựa nghị lực và công đức của Như Lai đó, thì tuyệt đại đa số là mình hy vọng, mình trông chờ ở nơi cái nghị lực và công đức của Đức Phật ban bố cho mình bằng kiểu này, bằng cách khác gì đó. Nhưng mà hiểu như vậy là không được. Để ý đây này, chúng ta còn hỏi tới cái này: nương tựa nghị lực và công đức Như Lai thì phải làm sao? Bồ Tát Như Lai cảnh đáp rằng là phải trụ ở nơi cái tâm độ phát chúng sanh. Đây gọi là nương tựa nơi nghị lực công đức chúng sanh, bằng cái cách là muốn nương tựa được nghị lực và công đức của Như Lai thì phải khởi cái tâm độ thoát chúng sanh, chứ không mà đặt cái sự tin cậy vào nơi nghị lực và công đức của Như Lai của Phật được. Đặt vào đó được, nhưng mà muốn thành tựu thật sự là phải khởi cái tâm độ thoát chúng sanh. Hỏi: muốn độ thoát chúng tất cả chúng sanh thì Bồ Tát phải từ bỏ những gì? Cái đoạn này để từng câu qua để mà mình tìm cái manh mối trong cái việc tu hành nha. Là chú ý muốn độ đó tất cả chúng sanh, Bồ Tát phải từ bỏ những gì? Trả lời: phải từ bỏ tất cả những phiền não. Đây, cho nên muốn độ sanh là phải từ bỏ phiền não, trừ bỏ tất cả phiền não mới độ chúng sanh được. Nhưng mà trừ bỏ phiền não thì như vừa nói trong câu hỏi nãy đó, đại chúng nghĩ đó, muốn trừ bỏ phiền não là ta phải giết phiền não. Nó biểu hiện qua thân miệng ý của ta, nó xâm nhập lúc nào, vào trong hoàn cảnh nào, cái người gọi là người tu hành là đều phải cảnh giác, phải biết nó. Giống như người lính mà canh cửa dinh thự của quan của vua vậy. Cho nên là nói tới việc tu hành thì luôn luôn là phải đề cao cảnh giác chứ không có dễ dàng. Phải từ bỏ tất cả phiền não thì mới độ không chúng sanh được. Hỏi rằng nếu muốn trừ bỏ phiền não thì Bồ Tát phải thực hành những gì? Đây trả lời câu lại này: muốn trừ bỏ phiền não, trả lời rằng Bồ Tát phải thực hành chánh niệm. Mà đã nói chánh niệm thì cái nào thuộc về cái niệm mà tà niệm, thuộc về ác niệm thì đều phải tự mình phải trừ bỏ thôi, phải là quá giải nó để giữ cái chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm niệm nói cách khác là những cái niệm thiện. Mà cái niệm thiện là niệm gì? Niệm thiện là cái niệm mà khi mà biểu lộ ra thân niệm ấy
thì có lợi cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, gọi là niệm thiện. Mà niệm thiện tức là chánh niệm, mà niệm bất thiện tức là bất chánh niệm, tức là tà niệm đó. Thế thì muốn từ bỏ thì lão Bồ Tát phải thực hành chánh niệm rồi. Thực hành là hỏi rằng nếu mà muốn thực hành chánh niệm thì phải làm sao? Đáp rằng muốn thực hành chánh niệm thì phải thuộc, phải hành bất sanh bất diệt. Đây nó đi sâu sắc như vậy đó. Muốn thực hành chánh niệm là phải thực hành bất sanh bất diệt, nghĩa là người tu học phải vận dụng cái trí giác nhã để thấy rằng vạn pháp sanh mà không thật sanh, vạn pháp diệt mà không thật diệt. Như vậy nghĩa là ăn cái kinh Bát Nhã Ba Kinh mà ta học, Bồ Tát hành thông Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kim mũ quẩn dài không. Khi mà một Bồ Tát thực hành sâu sắc về Bát Nhã Ba La Mật Đa, trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng, thì thấy mũ quẩn dài không. Thấy mũ quẩn dài không nghĩa là sắc thọ tưởng hành thức dài không. Mà sắc thọ tưởng hành thức dài không đồng nghĩa với vạn pháp dài không. Thế thì là vạn pháp dài không không thế nào được. Hiện giờ núi sông đất liền trời sân mây nước cỏ cây hoa lá thượng cầm hạ thú hữu tình vô tình đều sờ sờ trước mắt mà gọi là dài không là không thế nào. Người học Phật phải biết rằng gia không đây là các pháp do nhân duyên sanh, cho nên cái sự có nó không tồn tại cố định vĩnh viễn. Rồi tất cả các pháp do duyên sanh thì cũng do nhân duyên tan rã rồi nó diệt. Nhưng mà cái diệt này cũng không có thật diệt, cái diệt rồi nó sẽ sanh trở lại. Do đó cho nên là cái sự sanh diệt, diệt sanh này đó, với cái nhìn của những cái bậc mà nhất thiết dũng trí đó, thì nó gọi là duyên sanh như quyển mà thôi. Cho nên là cái chỗ này, cái thú vị mà của người học đạo, tôi đọc cái này rồi tôi hiện giờ tôi đang viết cái bộ kinh Viên Giác, đang viết bộ kinh Viên Giác rồi. Cũng có ý nghĩ rằng là nếu bộ kinh này nó hết mà không có gì trở ngại thì giảng giúp cho Phật tử nghe nữa. Thì bộ kinh Viên Giác mà cái câu trả lời đầu tiên của Đức Phật về cái pháp hành của Ngài trong lúc tu nhân đó mà, Phật nói Phật không có tu cái gì khó khăn hết. Trong lúc Ngài tu nhân, Ngài chỉ dùng cái trí tuệ trong sáng, không hề có một tí xíu vô minh nào che lấp. Trí tuệ đó gọi là viên giác trí, gọi là cái trí viên giác. Và Đức Phật cho biết rằng là trong cái vũ trụ bao la này, dù là năng tàn, tức là cái vũ trụ bao la chứa đựng cả hiện tượng vạn pháp, còn vạn pháp là những cái sở tàn, trong đó có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh. Mà nói chi ly ra được tất cả núi sông đất hiện thời căn mây nước cỏ cây hoa lá thổ cầm hạ thú hậu tình vô tình gọi là sở tàn, tất cả những cái đó cái tự tánh của nó là thanh tịnh, là sáng suốt, là tròn đầy một màu thanh tịnh sáng suốt tròn đầy, gọi đó là chân lý viên giác. Gọi đó là cái chân lý viên giác. Chân lý viên giác nó tự trong đó chiến lên nhãn trạng như vậy. Nhãn pháp là sai quyền ngài, sai vô khắc như vậy. Nhưng mà không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi, không có cái nào gây ra tội lỗi, không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Cái đó gọi là chân lý viên giác. Thế thì Như Lai nói rằng là Như Lai trong lúc tu nhân đó mà, dùng cái trí viên giác thanh tịnh trong sáng mà soi rọi nhìn thẳng vào cái chân lý viên giác tự nó thanh tịnh kia, thì không có cái nào là vô minh, là tội lỗi gì cả.
Bởi vì dùng cái chân trí thanh tịnh mà nhìn vào cái chân lý thanh tịnh, nhìn vào cái trí nghiên giác thanh tịnh mà soi rọi vào cái lý nghiên giác thanh tịnh, thì đều tất cả đều là thanh tịnh tản nhiên. Mọi sự vật tự tánh của nó cũng thanh tịnh tản nhiên. Rồi cái trí tuệ nghiên giác tròn đầy bản tánh của nó cũng là thanh tịnh tản nhiên. Thế thì là không có vô minh sinh ra. Mà không có vô minh sinh ra thì là không có cái quan niệm chấp mắc về cái tướng của tự thân, về cái tướng của tự tâm, không có chấp mắc. Vì không chấp mắc cho nên là không có sinh ra những cái vọng tưởng như là hỷ nộ ai cụ ái ô dục, rồi như là tham sân si mạn nghi vân vân, cái đó không có. Mà không có cái đó tự nhiên là nó an lạc, nó giải thoát, gọi đó là thành Phật vậy thôi. Thế nên là cái chỗ đó là cái chỗ của kinh nhiên giác, là cái mấu chốt của kinh nhiên giác mà Đức Phật cho biết dạy về cái ý nghĩa cho bằng đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng là cái chỗ đó. Cái đó cũng gọi là kiến tánh thành Phật là ở chỗ đó. Soi rọi được, thấy được cái tự tánh thanh tịnh của hiện tượng vạn pháp. Lục căn, lục trần, lục sắc không có cái nào là nguyên nhân của tội lỗi. Thế thì là dùng cái trí thanh tịnh đó mà soi rồi rọi vào cái chân lý tự cái thanh tịnh kia thì vô minh không có sinh ra. Mà vô minh không có sinh ra thì gọi là thành Phật vậy thôi. Chứ kỳ thật ra chẳng có thành mà thành, chẳng có tu mà tu. Vì dùng cái trí thanh tịnh soi rọi vào cái chân lý thanh tịnh cũng có vô minh sanh. Thành ở đây á muốn được thành chánh niệm là phải hành bất sanh bất. Đức Phật nói rằng chúng sanh mà gọi là luân chuyển sanh tử đó nha. Sự thật ra là tại mình chấp mắc đó mà. Cho nên cái này tôi nghĩ rằng là đại chúng nên tư duy chụp kỹ mới thấy được cái ý vị thâm trầm của nó. Đức Phật cho rằng là cái chuyện mà luân chuyển sanh tử này là tại mình thấy có luân chuyển sanh tử rồi mình ra khổ thôi, một cách như là không lẽ ra không đáng có đó. Chứ nếu như đừng sinh cái quan hệ chấp ngã và chấp pháp thì cái vấn đề mà luân chuyển sinh tử này không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mà mãn giác thì sư nói là xuân đáo bất qua khai mà xuân khứ bất qua lạc là ý nghĩa đó. Mà chỉ xuân tạc qua lạc tổng mà đình tiền tạc giả chứ nhất chi mai là ý nghĩa đó. À, cái chuyện mà sinh tử mà sống chết của ta đó nè, nó giống như là hãy tới mùa xuân là qua mai nở, mà hãy qua mùa xuân rồi thì qua mai rụng, mà qua mai rụng rồi thì tới mùa xuân nữa thì qua mai trổ nữa, rồi hết mùa xuân là sao thì qua mai rụng nữa, vậy thôi. Cho nên cái sự mà ta gọi là luân chuyển sanh tử đó mà, đối với chư Phật chư Bồ Tát là một việc bình thường và thản nhiên lắm. Nó giống như là mọt không bóng nổi chìm chìm nổi trên mặt đại dương, giống như là qua nở rồi rụng, rụng rồi nở rồi rụng vậy đó. Giống như xuân hạ thu đông cái chu kỳ nó đi như vậy mà không có chuyện gì quan trọng hết. Cho nên tôi nghĩ là tại ta chưa tư duy sâu sắc, ta thường sống với cái bằng vọng tình dị tập, quen theo cái vọng tình rồi ta chấp thành cái tâm chấp ngã, cho nên cũng là một cái chết. Ai rồi cũng phải chết, nhưng mà cái chết của người chấp ngã là cái chết đau khổ ghê luôn. Ngược lại cái người nào mà nó nhẹ đi về cái chấp ngã, nhận thức được một tầng một phần nào của chân lý thôi thì cũng là cái chết, nhưng mà cái chết của người này dễ dàng, không có khổ sở gì lắm đâu. Còn như những bậc mà đã giác rồi thì cái chuyện mà sống chết là y như là qua nở rồi qua rụng rồi qua nở rồi bọt nổi lên rồi sụp xuống rồi nổi lên vậy thôi. Cái nguyên nhân mà đau khổ ghi rốt ấy trời đó là do ta chấp ngã. Và hàng ngày mà triền miên đau khổ đó là do chấp pháp. Cho nên đại chúng suy nghĩ cái này. Rồi những người nào có điều kiện suy nghĩ cái này rồi mình tu tập để cho nó bớt khổ, để bớt chấp ngã đi thì cái già cái chết nó bớt khổ, bớt sợ sệt, bớt khổ nào. Còn nếu hàng ngày mà nhẹ được cái chấp pháp á, chấp pháp là nói cách khác là nó là cái ngã sở hữu xung quanh ta, ngã sở hữu xung quanh ta,
chẳng hạn như là mình có mấy đứa con chó mà nó đi chơi rồi đánh lộn chẳng hạn, mà con nít thì đánh lộn là cái chuyện xảy ra trên cơm bữa. Nhưng mà những người nào mà chấp pháp nhiều mà phát xuất từ chấp ngã, nó sinh ra cái chấp pháp, tức là cái của ta. Ôi nghe cái con mình đánh lộn thế là nhào ra muốn xé xác với cái thằng kia hết. Cứ nói con người ta giữ trong còn nói con mình sai, cái đó là cái có thiệt đó, nó kỳ vậy đó. Nghe nói là con nít đánh lộn là nổi giận lên là đi tìm cách nghe là chửi bới đánh mắng hoặc là đi mét nó thì kia, con ta không mà con mình thì không có nói. Ví dụ như cái nhỏ bọn đó là của những cái người mà ít hiểu biết mà xử sự không khéo ở trong những cái hang cùng ngõ hẻm, xử sự không khéo ra là nó xảy ra cái đó dữ lắm. Nên cái đó là một hình thức chấp pháp. Rồi còn như là đường mương mà ống cống là như điện đất là nước chảy qua mái nhà này kia mà mình xử sự không khéo mà ai nói tới thì mình cũng nhảy dựng lên đó mà, rồi nó sinh ra đau khổ thì cái đó cũng là cái đau khổ đó là cũng một hình thức chấp pháp nhỏ đó là chấp pháp nhỏ trong cái phạm vi của cái sống ở trong cái chỗ mà chật hẹp hang cùng ngõ hẻm như tôi chẳng hạn. Còn lớn hơn thì là chấp tranh chấp đất đai ruộng vườn, rồi lớn hơn nữa là tranh chấp tới biên giới, tranh chấp tới nước, tới biển, tới không gian, thì tất cả những cái đó đều là do không khéo léo, không sử dụng khéo léo với nhau, cho nên là từ người này mất lòng với người kia xong ra đau khổ kiện tụng với chóc, từ nước này tới nước kia cũng do không khéo léo, không xử sự, không công bằng, không có vận dụng cái trí tuệ bằng lương tâm lương tri mà muốn được về cho mình, cho đất nước mình, cho dân tộc mình, thế thì đó là một hình thức chấp ngã, chấp pháp. Chấp pháp nó lan rộng thì nó đau khổ lớn, chấp pháp nhỏ nhỏ đau khổ nhỏ. Do đó cho nên là phải hành cái pháp bất sanh bất diệt. Muốn thực hành là chánh niệm là phải hành cái pháp bất sanh bất diệt. Phải bỏ đi cái ngã về ngã sở hữu thì mình thấy được giải pháp là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt, thì mình mới là bỏ được ngã về ngã sở hữu, gọi là ngã chấp và pháp chấp mới có an lành. Cái này nó đơn sơ như vậy mà nó là pháp tu không đó. Tại chúng ấy là pháp tu là từ câu về nè, rồi hỏi rằng là pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt. Cái câu này nó sâu sắc lạ lùng mà không tư duy là không biết, không trả lời được câu này. Pháp nào bất sanh, pháp nào bất diệt? Ngài Di Lặc đã trả lời rằng là cái pháp bất thiện thì bất sanh, mà pháp thiện thì bất diệt. Cái câu này nó lại kỳ cục. Phải hành bất sanh bất diệt. Nói pháp gì bất sanh, pháp gì bất diệt? Trả lời rằng là cái pháp bất thiện thì bất sanh, mà pháp thiện thì bất diệt. Câu lạ lùng vô cùng. Nói đây ai cũng thấy là pháp bất thiện là nó sanh tan ra ngập lụt cả cuộc đời mình. Vậy mà ở đây kinh nói là pháp bất thiện thì lại bất sanh, mà còn cái pháp thiện á thì nó bất diệt. Phải tư duy thật sâu mới thấy cái câu này nó giá trị vô cùng. Cái câu này để xác minh rằng là cái tánh thiện của chúng ta, cái Phật tánh của chúng ta là chính cái đó là cái trường cửu ở luôn với chúng ta. Câu này nè, tôi nói ví dụ như tôi nè, cũng như mọi người nè, mọi người có bệnh phong gì, bệnh phong là nó ngứa ha, mà hỏi vậy chứ là cái gì sanh là cái gì không sanh, cái gì có sanh diệt, cái gì không sanh diệt. Tôi trả lời rằng là con người là cái không ngứa là cái không sanh không diệt, còn cái ngứa là cái có sanh có diệt, đúng không? Đúng không? Ai có phong có bệnh thì mới là có sanh ra ngứa. Chứ cái người mà mốt không bệnh thì có ngứa không? Chính cái không ngứa đó, cái an toàn nó mới là cái thật của con người. Cái chỗ này là phải hiểu như vậy mới. Cái an toàn không ngứa đó mới là cái thật của con người, đó là con người không bệnh. Đi mới nhức đầu rối gọi là thấp khớp rồi. Cái mà không nhức đầu rối, không thấp khớp đó, mới cái đó là cái đó mới là không diệt. Còn cái mà thấp khớp nhức đầu rối hay là cái ngứa đó, cái đó là cái
cái có thân có diệt. Cũng như vậy, ở đây Bồ Tát Di Ma Thập cho biết rằng là cái pháp bất thiện thì nó là bất sanh, còn cái thiện pháp là cái sẵn có của mình, cái đó nó bất diệt. Ở cái câu này đại chúng mới nhớ là kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm cho biết là mọi người chúng ta ai cũng có cái chân tâm thượng trú và cái thể tánh tịnh tịnh minh, còn những cái phiền não thân minh tham sân si đau khổ đó, phần giận sân sợ đó, cái đó là ví như khách đến rồi đi, ví như tầng mai lên rồi rồi lăn xuống này nè, đây là ăn như kỹ đó. Cho nên cái pháp, cái thiện pháp đó thì là bất diệt, trong con người lúc nào cũng sẵn sàng cái thiện pháp có ở trong con người, vì cái đó là bản tánh của con người, cũng gọi là lòng thật tánh lúc nào cũng sẵn có. Còn cái người mà tỉnh ngộ thì cái pháp bất thiện là không có sanh được. Pháp bất thiện tức là pháp ác ấy. Người mà đề cao cảnh giác của người mà có tỉnh thức đó, là pháp bất thiện không sanh được. Mà chính cái thiện pháp mới là cái ở luôn. Cho nên những cái câu này nó quý dữ lắm. Nó quý là phát hiện được. Phật dạy cho ta phát hiện được cái tâm tâm của ta. Pháp bất thiện bất sanh. Chứ bất thiện tức là pháp ác ấy. Còn pháp thiện thì bất diệt. Pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc? Những câu hỏi như là liên tục. Pháp thiện và bất thiện lấy gì làm gốc? Trả lời là thân là gốc. Đúng quá. Thân là gốc. Thân có thể sinh ra, có thể làm ra pháp thiện, mà cũng có thể làm ra pháp bất thiện. Vậy thì pháp bất thiện và thiện lấy thân làm gốc. Hỏi thân lấy gì làm gốc? Đáp rằng cái thân này là dục làm gốc. À, thân này là do dục. Dục này tức là ái dục đó mà. Nó từ ái mới sanh ra thủ, từ thủ mới sanh ra hữu, từ hữu mới có sanh lão tử, vi khổ, khổ não mà. Cho nên cái pháp thập nhị nhân duyên đó là nó quan trọng ở chỗ cái ái. Chứ còn cái thân này là nó là thuộc về vô ký. Vô ký nghĩa là nó không nhất định là nó làm là ác. Cho nó là ác là sai, mà nói rằng cho nó là thiện thì cũng chưa đúng. Mà nó là vô ký thánh. Người ta gặp thiện hữu tri thức, ta sống trong cái môi trường thiện thì con người có thể trở thành thiện, trở thành thánh nhân được. Nếu mà ở trong cái môi trường mà bị chi phối toàn là những cảnh ác thì người ta có thể trở thành người xấu, người ác được. Thế thì là thân á, dục và tham thì làm gốc. Dục và tham làm gốc. Rồi dục và tham lấy gì làm gốc? Hỏi cho dục tham lấy gì làm gốc. Cái này hay quá. Dục tham lấy gì làm gốc? Đáp rằng hư vọng phân biệt làm gốc. Đây, dục ái dục và tham lam vô độ đủ thứ. Gốc của nó đâu? Gốc của nó là do hư vọng phân biệt. Cái phân biệt hư vọng, cái phân biệt không có trí tuệ. Nó nói ví dụ như là như hôm qua là báo chí đăng mà những cái chuyện mà lừa đảo của người ta có hàng tỷ 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 đồng đó mà. Cái đó là do cái hư vọng phân biệt không có trí tuệ. Mình làm mình phải rớt được cái hậu quả của việc làm của mình chứ. Sao là việc làm của mình quy động giống của người ta rồi là mình xài phóng túng cho hỏa quê rồi còn cái hậu quả mình không lường, không biết gì hết. Thế thì đó là cái phân biệt hư vọng chi mê. Thành ra dục và tham là do hư vọng phân biệt làm gốc. Hư vọng phân biệt lấy gì làm gốc? Trả lời rằng tổn niên não làm gốc. Hư vọng phân biệt là do tổn niên não. Để chúng nhớ rằng là cái phân biệt của ta lúc thức thì gọi là tổn, còn cái phân biệt của ta cái lúc mà ta ngủ mê thì gọi là mộng. Thế thì là mộng cũng có thể mộng thiện và mộng ác, đó là trong lúc ngủ. Mộng làm cho người ta an vui, ta sảng khoái, cũng có thứ mộng làm cho người ta đau khổ, ê chê và sợ sệt hãi hùng. Thế thì là lúc sống, lúc thức ta có cái tổn. Tổn của ta cũng có cái tổn đúng,
làm cho tinh thần ta phấn khởi, nhẹ nhàng, sinh an. Ngược lại cũng có những cái tổn điên đảo. Tổn điên đảo này nó dẫn tới cái chỗ sai lầm. Ví dụ như là cái gia nhập vào những cái mặt nhóm mà trộm cướp, nó lôi kéo vào những cái chỗ hút sắc, rượu chè, rồi ma túy, xì ke, thì nó phát xuất từ những cái tổn điên đảo. Cái tổn không chánh đáng, thử chơi. Trong thiên nhiên nói rằng là những người mà nghiện xì ke nhiều khi có cái tổn sai lầm, thử chơi cho biết. Và trong lúc trước khi thử thì cũng tự tin rằng là khả năng của mình không đến nỗi như những người khác. Thử cái rồi thôi, nhưng mà thì thật là thử rồi không thôi được. Cho nên những cái câu mà nói đó trên TV mà nói nó thấm thía lắm. Ai cũng tưởng rằng là với khả năng như là của mình, tôi không như người khác đâu. Cho nên là tôi sẽ thử một chút cho biết. Nhưng mà thử rồi thì rồi cũng như những người khác. Thì chính cái đó là cái bằng tổn và tổn điên đạo, tổn không đúng với sự thật. Tổn là mình còn có khả năng, có nghị lực, không như người khác, nhưng mà không như vậy được. Thế thì tổn điên đạo là gốc, và hỏi rằng tổn điên đạo lấy gì làm gốc? Là vô trụ làm gốc. Câu hỏi kỳ lạ. Vọng tưởng và điên đạo lấy gì làm gốc không? Nó vọng tưởng và điên đạo đó lấy cái vô trụ làm gốc. Hỏi cái vô trụ lấy gì làm gốc? Đáp rằng nó vô trụ thì không có gốc. À, câu lạ lùng vậy. Tưởng niệm đạo lấy vô trụ làm gốc. Vô trụ lấy gì làm gốc? Vô trụ thì không có gốc. Đây, ta nói tiếp. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, ông Di Lặc Phật nói, từ cái chỗ vô trụ mà an lập ra tất cả pháp. Từ cái chỗ vô trụ mà an lập ra tất cả pháp có nghĩa là từ cái chỗ không có gốc gì hết mà an lập ra tất cả. Cho nên tuy nguyên ra dạng pháp là duyên sanh, không hề có cái nào có gốc. Cái đoạn đó đại chúng để ý nó, đoạn số 3, không có gốc là đồng nghĩa với chẳng có gì mà an bài ra tất cả pháp. Do vậy dạng pháp gốc của nó là chẳng có gì. Bản chất của dạng pháp là giai không. Bản chất của dạng pháp là chẳng có gì. Dạng pháp giai không, tất cả đều là duyên sanh như nguyện cả. Mà tại vì mình không thắng nổi cái vọng tưởng duyên đạo, mà cái vọng tưởng duyên đạo đó nó phát xuất thi nguyên ra, nó phát xuất từ cái chỗ vô trụ. Mà vô trụ là không có gốc. Vậy mà từ cái chỗ không có gốc đó nó sanh ra vọng tưởng duyên đạo. Cho nên cái người học đạo là phải tư duy quán chiếu mà suy nguyên để thấy được cái chỗ là dạng pháp giai không, dạng pháp duyên sanh như nguyện. Chỗ đó gọi là cái chỗ tu hành là vậy. Tu là hành, mà hành là theo một cái quá trình liên tục mà suy nguyên nguồn gốc của dạng pháp để mà tự mình khắc phục, tự mình đối phó, chứ không dựa vào ở nơi một cái sức ngoại lai nào khác. Bây giờ trong tỉnh thất của ngài Di Ma Thật có vị thiên nữ thấy hàng nhân thiên nghe pháp. Thiên nữ bèn hiện thân và dùng hoa quả trời tung rải trên các bồ tát và đại đệ tử thanh văn cúng dường. Hoa rơi đến các bồ tát rớt xuống bình thòm, những hoa rơi nhầm các đại đệ tử thì dính trên người không rớt. Các đại đệ tử dùng hết thần lực phủi bỏ những hoa kia, nhưng phủi mãi mà không hoa không rơi được. Thiên nữ hỏi ông Xá Lợi Phất, vì sao ngài Xá Lợi Phất lại phủi hoa như thế? Ông Xá Lợi Phất nói, vì hoa này không đúng pháp đối với một tu sĩ như chúng tôi. Đoạn này đại chúng để ý đi, tư tưởng đại thừa và tư tưởng tiểu thừa nó khác nhau ở chỗ này. Thiên nữ lại qua cúng dường Bồ Tát thì thản nhiên coi như không có gì. Mà chúng gì thẳng nhiên coi như không có gì, cho nên là qua tung lên rồi qua rớt xuống bình thường coi cũng như không có gì. Ngược lại qua rớt đến các vị là hớn thành văn thì lại dính, là các vị lại dùng hết sức lực mà phủi, càng phủi thì qua lại càng dính mà không rớt.
Thì qua lời vấn đáp của thiên nữ hỏi vì sao mà ngài phủi, thì ông Xá Lợi Phất nói chỉ có theo lời Phật giải thôi. Như chúng tôi là những người tu sĩ thì không nên thọ hưởng những cái thứ hoa thơm đẹp đẽ như thế này, thọ như thế là sai. Chính cái chỗ đó, chính cái ý nghĩ đó là ý nghĩ của tiểu thừa, mà chính cái chỗ đó mà trong kinh nói rằng hoa chính là do cái chỗ đó, do cái sự chấp mắt. Cho nên gọi là tư tưởng tiểu thừa với tư tưởng đại thừa là nó biểu hiện ở những cái điểm này. Ông Thế Lợi Phất nói rằng là vì hoa này không có đúng pháp, nói với một tu sĩ như chúng tôi. Thế nên nói rằng đừng cho rằng hoa này không đúng pháp. Vì sao? Vì hoa không có phân biệt. Tại vì Thế Lợi Phất ngài có cái bổn phân biệt mấy thôi. Tư tưởng đại thừa và tiểu thừa là qua cái đối đãi này, cái lý luận này. Sự thật ra là sắc thân hơn vị xuất pháp. Đâu có cái nào là nguyên nhân để sinh ra tội lỗi cho con người đâu. Cũng như mắt ba ngoại lưỡi thân ấy gọi là lục căn đó mà. Thì trong kinh Lăng Nghiêm là đã chúng ta học rồi, có những gì là tu hành đạt được tiến cách nhân thông là do dựa vào cái sự tư duy của sáu căn, của mắt ba ngoại lưỡi thân ấy mà tư duy mà đắc đạo mà tỏ ngộ chân lý gọi là tiến cách nhân thông. Có người thì dựa trên sắc trần thanh trần hơn trần vi trần xúc trần pháp trần mà tư duy để đạt đạo mà tỏ ngộ chính đắc viên thông. Có người dựa trên lục thức. Như thế thì là giống như câu sách cho ta nói tử bất túy nhân, nhân tự túy mà qua bất mê nhân, nhân tự mê. Rượu là cái thứ làm sai người, nhưng mà không phải nó sai cho tất cả mọi người được. Ai uống nó vô độ thì nó mới sai chứ. Qua không phải ai cũng mê. Người nào mê nam nhiễm nó thì nó mới có công dụng gây ra cái sự xáo trộn, sự tác hại trong tâm hồn, chứ không phải là qua nó có cái công dụng làm hại cho tất cả mọi người. Cho nên là đối với đại thừa, khi mà làm chủ được sáu căn rồi thì sắc thanh hơn vị xuất pháp, tất cả bên ngoài đều là như như bất động. Đó là cái quan điểm của đại thừa, là cái sự tôi luyện tu tập của người đại thừa là như thế. Cho nên họ tự tại. Còn như cái quan niệm tiểu thừa cũng như sự tu tập của tiểu thừa thì chỉ là tự tại trước sắc thanh hơn vị xuất pháp. Cho nên là còn tránh né, còn trốn chạy, còn xua đuổi những cái mà mình chưa có khả năng tự chủ. Cho nên thiên nữ nói rằng là tại vì ngài có cái tưởng phân biệt đấy thôi. Ở trong Phật pháp xuất gia mà còn có phân biệt đó là không đúng pháp. Nếu không phân biệt thế mới là đúng pháp. Cái đoạn này đại chúng thấy là cái lối lý luận của đại thừa ghi gớm nha. Tại ngài có cái tưởng phân biệt ngài cho đúng đúng pháp, mà chính cái phân biệt đó ngài mới là không đúng pháp này. Chứ còn cái quan điểm của đại thừa người ta nhìn giải pháp qua học như thị, như thị tốt, như thị tính, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị ba, như thị bổn mạc của các quả pháp nó như vậy là như vậy. Người ta tôi luyện tới cái giai đoạn mà người ta gọi là thiết ngưu bất hạ sư tử hống mà khắc thợ lộng nhân khắc qua biểu, sâu sắc không sợ gì tiếng hét của sư tử, người gõ không sợ gì không có ý bắt gì dễ. Lục Độ Huệ Năng này nói là ngột ngột bất tu thiện, đằng đằng bất tạo ác, đảng đảng bất kiến nhân, tịch tịch bất kiến nhân, đảng đảng tâm vô trước. Kinh Pháp Bảo Đàm có mấy câu ở sao chót chơ chơ không có ý niệm làm lành nữa mà bừng bừng mà không có ý niệm làm dữ, lẳng lặng bặt bặt không có dụng ý thấy và nghe, thân thân tâm không có chính xác đâu á. Như thế thì là cần gì phải phủi chứ. Chơ chơ không làm lành, bừng bừng không làm dữ, bặt bặt chẳng thấy nghe, thân thân lòng không trước không biết. Thế thì là buổi gì? Tại vì ngài có phân biệt xấu tốt là mới buổi, mà chính cái phân biệt là đã là sai. Ngài chưa nhìn được cái tính nhân thị khách quan của dạng pháp. Cho nên cái chỗ sâu sắc là cái chỗ tôi tưởng đại thừa là nó vậy. Có lẽ bất ngài hãy xem kia các vị Bồ Tát không dính các không dính các vị Bồ Tát qua không dính các ngài.
vì Bồ Tát đã dứt hẳn cái tổn thân biệt. Nếu như người hay sợ thì ma quỷ mị nó có cái việc quấy phá khủng bố. Các đàn đệ tử thanh văn sợ sanh tử cho nên sắc thanh hơn nhị xúc nó trở thành đối tượng nhiễu loạn cõi lòng. Nếu như đã ly sự sợ hãi thì ngũ dục không làm gì được. Cho nên là cái này đó, nói tới cái này rồi thì đã chúng ta ý mà cái người mà không sợ ma khi là tánh ý cương trực và can cường và sống bằng lý trí nhiều thì cả đời người đó có thể nói là không bao giờ bị ma nhát và thấy ma, cũng ở trên mặt đất này thôi mà có thể không bao giờ bị ma nhát và không bao giờ thấy ma. Rồi cũng có người cũng ở trong cái xã hội như thế này mà nhiều thứ thấy, nhiều thứ nay thấy ma này, mai thấy ma kia, mốt thấy quỷ nọ, ám ảnh này kia nọ, cái đó là tùy mình đó nha. Nếu mà nói phân tích chi li thì là nó đúng là không phải là cái người đó ta muốn, nhưng mà tại vì cái phước nó mỏng, cái trước nó dày cho nên không có đủ nghị lực kiên cường. Thành ra trong cái đoạn kinh này mà các tổ ta coi có khi ta giải thích ta nêu ra một câu chuyện, một con ngựa, một con yêu tinh mà quá thành con ngựa thiên lý mã, thì người nào mà lỡ mà mua con thiên lý mã đó về cởi là khi đi tới chỗ vắng là nó ăn thịt, tới chỗ vắng là nó hỏi cái ngựa chạy về ông chủ có giữ không. Thế thì là ông chủ bắt đầu run sợ là nó nhìn lại, nó quay lại là run sợ rồi là té nhào là nó ăn thịt thôi. Lúc bây giờ có một nhà tăng sĩ tới cái lúc này là làm chủ con ngựa đó, cũng cởi đi thiên lý vậy là đi tới chỗ nó là hẻo lánh hay là âm u ha, thì con ngựa chỗ cái ngón nghề cũ, hỏi ngựa chạy như vậy ông thấy có hay không, thì cái ông tăng sĩ này rất là can cường và dồi dào nghị lực, không ai sợ sợ lúc thì kiếm ra không cần trả lời hay không hay, mà theo ý nhà ngươi thì cái kiếm này có bén không. Rồi là cái con yêu tinh kia coi như không dám đổ cái thủ đoạn nữa mà cam tâm làm con ngựa suốt đời luôn đó. Thì người nào sợ ma thì ma nó khuấy, người nào không sợ ma thì ma nó sợ lại. Bồ Tát thì là bất động trước sắc thân hương vị xúc, cho nên là qua trong thì trong mà rồi qua rất tự nhiên, còn thanh văn thì sợ trước sắc thân hương vị xúc cho nên là qua đã dính. Chỉ vì tập khí kiết sử của ngài chưa hết cho nên là qua đã dính mắt vào thân. Khi nào tập khí hết qua sẽ không còn dính mắt nữa. Tới cái thứ năm là ông Sa La Bát nói thiên nữ ở tỉnh thất này đã lâu rồi chứ. Thiên nữ đáp rằng con ở tỉnh thất này như sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên. Vậy có lâu chưa? Ông sẽ là thắc hỏi, đáp rằng sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên há có lâu sao? Ông sẽ là thắc lặng thinh không biết phải trả lời bằng cách nào. Thì nữ nói rằng bậc kỳ cựu đại trí như ngài sẽ là thắc sao lại lặng thinh? Ông đó là bất nói rằng sự giải thoát ngoài ngôn thuyết văn tự cho nên tôi không biết phải nói gì. Cái đoạn này là sâu sắc khung lắm đó. Ông đó là bất hỏi ở đây có lâu không? Thiên nữ nói rằng là tôi ở đây cũng như là sự giải thoát của bậc kỳ cựu cao niên mà không nói năm tháng ngày giờ. Là vì cái ý ở đây là thiên nữ này là khai thị cái tư tưởng đại thừa, mà đã chúng nhớ rằng là cái tư tưởng đại thừa của những bậc mà trí tuệ thành đạt được cái nhất thiết chủng trí rồi đó thì người ta nhìn ra cái thời gian đó mà nó trở thành ra cái câu thứ 8 ở trong 10 kinh Duyên Khởi đó. Cái bằng thập thế cấp pháp dị thành, tìm quá khứ hiện tại vị lai không có thì lấy cái gì mà nói lâu nói mau. Sở dĩ mà nói lâu nói mau đó là chẳng qua là dựa vào cái nhà này nó cũ thì gọi là cái nhà này 30 năm, cái nhà kia mới thì gọi là cái nhà nó mới cách 2-3 năm, cái
cây nó cao gọi là cây này là 70 năm, còn cái cây mà thấp thì gọi là cây này mới mọc 5 năm, 10 năm. Như thế thì là cái mà gọi là cái thời gian gọi là năm đó, thời gian gọi là lâu bao đó, là dựa vào cái hiện tượng vật chất mà thôi. Chứ còn cái thời gian mà không có nói được, thời gian là ngay trong một điểm thời gian bây giờ thì nó đã có quá khứ, hiện tại và vị lai, nó thông đồng với nhau hết. Thì lấy cái gì mà làm cái mốc thời gian để mà trả lời chứ? Cho nên dựa trên cái mốc thời gian của hiện tượng vật chất mà trả lời thì đó là dựa trên hiện tượng mà nói, chứ không đúng với cái thời gian thật sự. Cho nên thập thế cái pháp vị thành trong một đời bây giờ đây này là có 9 đời của quá khứ hiện tại vị lai, được của hiện tại, của quá khứ hiện tại vị lai trong hiện tại, được quá khứ hiện tại vị lai trong vị lai. Cho nên là trả lời cái câu này là không trả lời rằng tôi ở đây bao lâu, mà tôi ở đây lâu như là những bậc kỳ cựu đa nhân, như là sự giải thoát của bậc kỳ cựu đa nhân. Kỳ cựu anh em à, Ngài Xá Lợi Phất nói rằng là sự giải thoát là nó vượt ngoài văn tự ngôn thuyết, cho nên tôi không nói được. Thì nữ đó là văn tự ngôn thuyết cũng là tốt giải thoát đấy chứ. Đọc cái đoạn này, đại chúng tư duy về cái tư tưởng của Đại Thừa. Ông Xá Lợi Phất cho rằng là giải thoát là nó vượt ngoài văn tự ngôn ngữ, cho nên ông không trả lời được, ông làm thinh. Vì sự giải thoát, sự chứng đạo ông vượt ngoài văn tự ngôn ngữ, cho nên không nói. Thì nữ nói rằng văn tự ngôn ngữ cũng là tướng giải thoát. Vì sao? Vì giải thoát không ở trong, không ở ngoài, không ở trung gian. Cái chỗ này là cái chỗ mà phá chấp ghê gớm lắm. Phá cái chấp này á là để cho mọi người học Đại Thừa biết rằng tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có những lúc về mặt tiểu thừa mà người tu tập còn trong cái giai đoạn mà cái trí tuệ nó còn hạn hẹp á, thì bảo rằng là phải xa lánh những cái sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là xa lánh đi cắt đứt lục căn và lục trần, ví dụ vậy. Rồi phải tránh đi những cái chỗ đông đảo ồn ào, hay là những cái chỗ hội hè rình đám, phải tránh xa. Đã để là cái người tu hành là phải ở nơi cái chỗ vắng vẻ tịch tĩnh để mà tham thiền học đạo mà tư duy, thì thông thường là học cái giáo lý tiểu thừa là đều như vậy cả. Còn như là cái giáo lý đại thừa thì như ta đã học đó mà, tất cả các pháp đều là Phật pháp, kể cả dâm phòng tử tấn như trước ta đã học đó. Tất cả những cái chỗ hội họp, những trường học, những cái chỗ quan quyền đối với tưởng giả gì mà cần đều tới đó, đều làm tất cả những việc đó, làm việc đó. Nhưng mà ở trong cái hàng ngũ nào thì đều là những cái là gương mẫu ở trong cái giai cấp đó, trong cái hàng lãnh đạo đó, là vì cái trí tuệ đã đạt tới cái chỗ như như bất động, cho nên nhìn tất cả các pháp đều là Phật pháp. Và trong quán rượu thì cũng độ người quán là uống rượu, vào trong chỗ cờ bạc thì độ người cờ bạc, mà vào trong đó là chỗ du quan cái gì là cũng là giáo hóa những hàng du quan. Cho nên là vấn đề ngôn ngữ văn tự vẫn là vấn đề pháp, vì văn tự không ở trong, không ở ngoài, không ở chính giữa. Thế cho nên không rời văn tự mà nói giải pháp, thưa ngài Xá Lợi Phất. Bởi vì sao? Vì tất cả các pháp là tốn giải pháp, tất cả các pháp là tốn giải pháp. Tất cả các pháp nhất thiết như pháp vô vi Phật pháp, cái câu mà đại chúng thường tụng trước khi tụng Pháp Hoa, tất cả các pháp đều là Phật pháp. Vậy thì tất cả các pháp là tốn giải pháp. Tôi nói ví dụ như là tại mình không có, mình chưa sâu sắc thôi, chứ nếu mà đại chúng mà tư duy sâu sắc rồi là đi ngoài đường đó mà trong cái cuộc sống tiếp xúc hàng ngày, kể cả chửi lộn, nghe người ta chửi lộn cũng có thể là tốn giải pháp nữa, mà điều đó là điều có thật. Kể cả nghe người ta chửi lộn, nghe người ta nói những cái chuyện mà nhảm
cảm thấy những chuyện là không đâu cũng có thể là tốt vậy thôi, là vì mình tư duy ngược, mình tư duy ngược lại. À, thay vì nó nói những cái điều mà có lợi lạc cho mình, cho người, thay vì đọc một trang sách, đọc một cái mẫu tin tức có lợi ích cho cái sự hiểu biết của mình chẳng hay hơn là ngồi mà nói từng lúc là la nói chuyện của người này người nọ để rồi sanh ra phiền não hay sao? Cho nên là khi mình nghe người đó tình huống này cũng là có giải thoát là cái chỗ đó mình quét ngược lại, mà đấy là cái điều thật đấy. Tôi có khi tôi đi ngoài đường tôi nghe đủ thứ hết, tôi nghe đủ thứ hết, không có thứ gì tôi không nghe, mà không có thứ gì tôi không dám nghe, nghe tất. Nhưng mà nghe rồi tôi có cái quan ngược lại, uổng quá thế thì giờ hết. Các vị thánh nhân xưa kia họ không có nói nhiều, họ nói rất ít, nhưng mà lời nói của họ để muôn đời thì thành ra nói ít mà ta thành ra nhiều. Còn bây giờ đây á, mình ăn rồi ngồi lê đôi mắt nói những chuyện cờ bạc, nói những chuyện vấn đề, nói những chuyện dịch hủi, nói những chuyện gì đâu nhưng mà nói tùm lum tùm la mà chuyện nó không tương quan với cái sự giáo dục của con cái, cũng chẳng tương quan với cuộc đời của mình, tôi gọi là cái chuyện ngồi lê đôi mắt đó nè. Thì tất cả những cái đó nghe cũng trở thành cơn dễ thôi, nghĩa là tôi đi quân chiến ngược lại. Thành tôi đọc những cái này là không thiết sự thật, chứ không phải là kinh mà nói mà không có công dụng được. Tất cả các pháp luật có nghĩa đó, hỏi không xa lìa dâm nội si vẫn được giải thoát nữa sao? À, thiên nữ nói rằng tất cả pháp là tốt giải thoát, thế thì là dâm nội si cũng là một pháp ở trong vô số pháp. Cho nên làm sao là pháp phải gì thì không cần xa lìa dâm dục sân nộ và si mê cũng giải thoát nữa sao? Thiên nữ đáp rằng đúng vậy, đúng vậy. Phật gì hạng người tăng thượng mà nói phải xa lìa dâm dục phẫn nộ và si mê để được giải thoát. Nếu không phải là hạng tăng thượng mạng thì Phật nói tánh của dâm nộ si là tánh giải thoát. Đây, cái chỗ này là khai thị cái chỗ sâu sắc này, khai thị cái tư tưởng đại thừa này. Phật tánh của Ngài Minh là Phật tánh, mà dâm nộ si là một biểu tượng của vô minh. Thế thì là cái Phật tánh của nó là Phật tánh, là tánh giải thoát, chứ cần gì phải tốn cánh đó. Cho nên đây là cái tư tưởng gọi là tư tưởng đại thừa, là nó biết diệu lợ cho vì người tăng thật mạng, những người chưa có hiểu sâu về chân lý cần phải tu tập, phải cần tránh đi dâm dục sân nộ và si mê cho thật xa, thậm chí không nghe đó. Nhưng mà trong sách Phật nó có những cái chuyện hai thầy trò cùng tu trên núi cao, thằng nhỏ được tu đâu cạo đầu, cũng muốn luyện tu đâu hồi 3-4 tuổi, chưa bao giờ nó thấy được một cái người nào ở trên ở trần tục thế gian. Thế là có cái năm khoảng 16-20 tuổi thì thầy trò cùng dẫn đi trên núi, đi xuống núi. Nên đây là thằng nhỏ nó thấy nhiều cái lạ lắm, nó thấy từng con này con kia rồi người này người nọ, thì hỏi con đó con gì thưa thầy, nói thầy nó có con trâu, hỏi con kia là con gì thưa thầy, nói nó là con bò, hỏi con kia là con gì thưa thầy, nó nói là con dê, rồi mà con trâu con bò nó để nó cày ruộng để làm cho có lúa ăn cho con, rồi hỏi con kia là con gì, nói con nghe là con nuôi để mà mấy người không có tu hành người ta ăn thịt đó con. Rồi gặp một người phụ nữ xinh xắn đẹp đẽ, hỏi thưa thầy con có con gì thầy, ông thầy nó nói là lão hổ đó con, cái con đó hạ đụng nó là chết đó con, tiêu tan nghĩa là cuộc đời đau khổ như lúng lắm đó con. Rồi đi dài chút nữa hỏi cái đó cái gì thầy, nói cái đó là cái gì đó con gì đó nói đúng lắm. Tới chừng về núi thầy cò nọ đem kia canh giấc rồi đem chuyện ra dạy đạo nhắc nhở, hỏi hỏi con đi với đi xuống cái trần gian đó theo con thì con nhớ lại đó, con thấy cái gì con thích nhất, sao con hổng thầy nói con hổ hổ đó mà thầy nói nó ghi giống, mà sao con chịu đó à thầy. con thấy con lão hổ thầy nói nghe dữ dằn vậy mà sao con thấy con thích à? Thế thì là có tránh đi nữa cũng không chắc ăn gì hết á.
tránh ra trong núi lâu vậy đó, tránh trong nội sĩ mà tránh mấy năm trời ai cũng năm trời, nhưng mà xuống trần gian người thành đầu mà thấy lão hổ là chịu. Cho nên là tránh á là trong cái giai đoạn mà tu tập ra cái tư tưởng tiểu thừa còn non nớt và giải tránh, nhưng mà tránh không các anh, ví dụ như tôi vừa nói tránh không các anh nhãn, mà phải nương đầu gì đó bằng trí tuệ, bằng giác ngộ, bằng nhận thức của mình. Cho nên là đây nói rằng là Phật gì cái hàng tăng phần mạng nói là cần phải tránh dâm ngộ si, nhưng mà nếu mà không phải là hàng tăng phần mạng thì Phật nói cái tánh của dâm ngộ si vẫn là tấm dạng đó, bởi vì thật tánh của nó mà khi mà dùng trí tuệ mà nhận xét thì thật tánh của nó là Phật tánh mà thấy bằng trí tuệ mà. Ông sư lợi Phật tán thán quý quá thay, quý quá thay thiên nữ, cô đắc cái gì, cô chứng cái gì mà cô có được cái sức biện tài như thế? À, đây là một sự lầm lẫn nữa, một sự lầm lẫn nữa. Thường thường thì là ai cũng tưởng rằng là tu hành mà được cái biện tài cái trí tuệ như thế là phải nói tới cái vấn đề, phải đề cập tới vấn đề chứng vừa mắt không. Nhưng mà nếu có quan niệm đó là một sự lầm lẫn nha. Thì nữ nói là tôi không đắc gì hết, cũng không chứng gì hết, cho nên tôi mới có được biện tài như thế. Vì sao vậy? Bởi vì có chứng có đắc ở trong Phật pháp gọi đó là sự tăng thượng mạng chết chưa. Cho nên tôi nhất thì đại chúng trên bất đường tu hành nhưng bao giờ ta đi dẫn chứng và đắc. Bởi vì tôi nói ví dụ như là cái quả tu đào hoàng mà các vị mà dịch từ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, nhớ cấm thủ thì cái đó là cái mà ở trong các vị nó đã có rồi, các vị sẽ không còn tạo cái nguyên nhân đọa trong tam đồ ác đạo. Thế thì cái đó là gọi là chứng ư? Không phải chứng, mà chứng chứng mà thì là không có chứng gì hết. Bởi vì các vị mà không có các vị từ được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, nhớ cấm thủ thì các vị có cái trí tuệ ở đó rồi, thì các vị không tạo những cái nguyên nhân mà để mà đi vào trong con đường địa ngục ngạ quỷ xuất thân. Thế thì là gọi là chứng quả tu đà hoàn thì phải có chứng gì đâu. Thế quả là hết cũng vậy, người nào giữ sự được cả kiến hoặc như vừa nói, giữ sự được tân hoặc trọn vẹn là tham sân si mạng nghi, thế là các vị là có một sự giải thoát, không bị các cái thứ vô minh về não kia nó tác động nó hoành hành. Rồi các vị có một cái trí tuệ nhận thức được chân lý ngang tới chỗ đó thì ta gọi nó là những cái bậc a la hán, mà a la hán tức là sắc đạt. Sắc đạt có nghĩa là cái người đó đã diệt được hết cái phiền não, cái danh phiền não rồi. À, cái a la hán thì là sắc đạt, là vô sanh, là cái người này không còn sanh trở lại trong cái cuộc sống, cái kiếp người của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc nữa. Và ứng khung là cái người này là cái người mà được người đời người ta kính, người ta quý, người ta trọng, vì người đó có sự giải thoát hết rồi. Thế thì là gọi là quá lớn, mà do đoạn trừ kiếm hoặc là tư hoạch mà mình được cái đó, chứ là không có chứng gì hết, không có đắc. Vì vậy cho nên là hết sức để ý cẩn thận, không có chứng gì hết, không có đắc gì hết, mà gọi là chứng đắc vậy thôi. Cho nên trả lời là không, tôi không có chứng gì hết, tôi không có đắc gì hết, có được như thế. Trong Phật pháp mà nói có chứng có đắc là tăng phần mạng là người chưa hiểu Phật. Kể cả cái quả vô thượng bồ đề mà Như Lai nói là Như Lai còn nói là Như Lai không có chứng, không có sắc mà. Chẳng qua là Như Lai là người trở về với cái niệm vị cũ của mình, trở về với cái Như Lai duy nhất diệu tâm của mình, sống đúng, sống hợp với cái chân lý đó thì gọi là thành Phật vậy thôi. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ hết sức là quan trọng và cần thiết, để không khéo là ta mong cầu chứng, mong cầu đắc là ta lạc vào là ngoại đạo, là có thể liên lạc chết nguy hiểm lắm. Nên cẩn thận cái chỗ này. Nói đến giờ là mình ở đây. Chúng thân có thêm thành nghiệp
Nam mô